Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu với toàn thể mọi người một cái vị trí căn nhà của nhà dân gửi bán. Vị trí là đầu tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với những cái thông số như sau. Diện tích trên sổ đỏ là 35m², mặt tiền của ngôi nhà là 4,4m, hướng nhà là hướng Tây Bắc và được thiết kế và xây dựng là 4 tầng, giá chào bán là 1,7 tỷ đồng. Thiết kế và xây dựng là 5 tầng mọi người ạ. Căn nhà này xây dựng độc lập mọi người nhé, ngõ trước nhà là 3m, cách đường ô tô đi lại là chỉ khoảng tầm 20m thôi mọi người ạ. Đây chính là ngôi nhà đây, mọi người nhìn xung quanh. Nhà xây độc lập, rất là đẹp. Đây nhá, chủ nhà về xây dựng xong nhưng mà vì cái một số lý do mà chủ nhà muốn chuyển đổi cả nhà. Đây chính là phía phòng khách của cái căn nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy rất là rộng rãi, được phối cái tông màu trắng vì anh chủ nhà rất là trẻ tuổi cho nên là phối cái tông màu gạch màu trắng, sơn tường cũng màu trắng nên là tạo một cái không gian nhà rất là sâu, rất là rộng và rất là trẻ trung. Đó. Mời mọi người hướng vào phía phòng khách của phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía căn bếp của ngôi nhà đây mọi người ơi. Đây. Căn nhà này về hiện trạng là mới 100%, chưa có người về ở đâu mọi người ạ. Anh chị ý mới chỉ sắm một chút đồ đạc bát đĩa về, nhưng mà cũng vì là muốn nhờ em Ánh bán cho nên là lại cũng không ở nữa. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm về cái căn nhà này là 100% mới nhá. Đầy đủ sổ đỏ, giấy phép xây dựng hợp lý. Phía tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh mọi người ạ. Nhà vệ sinh phụ của ngôi nhà đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Hệ thống bếp cũng được trang bị đầy đủ rồi ạ. Đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Hồ sơ công tơ điện nước cũng xong xuôi rồi nhá. Mời cả nhà hướng lên trên phía tầng 2 của căn nhà cùng em Ánh nhá. Xem là trên tầng 2 này thì anh chị ý thiết kế như thế nào. Cầu thang đi lên rất là rộng, tay vịn cầu thang là được làm bằng gỗ mọi người ơi, gỗ lim mọi người ạ. Vì là chủ nhà xây để ở cho nên là rất là kiên cố và chắc chắn. Và thiết kế cũng rất là hợp lý. Đây này mọi người có thể nhìn thấy này, bên hông ở chỗ cái hành lang cầu thang này đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, ở dưới đây cũng vậy này. Đó. Đây cũng thế. Đây chính là phía trên tầng 2 của ngôi nhà. Chủ nhà có để lại giường này, tủ này, tất cả đều sắm mới 100% mọi người ạ. Nhưng mà em phải nhắc lại nhá, anh chị không có nhu cầu ở cho nên là sắm đồ vào để đây và có nhu cầu bán lại mọi người ạ. Phía tầng 2 đây, xây dựng lan can hướng ra bên ngoài ban công, có thể mở cửa đứng ra ngoài này rất là thoáng mọi người ạ. Đây. Đây chính là phía ban công của ngôi nhà mọi người ơi. Xung quanh của cái khu vực nhà này thì rất là đông dân cư, rất là gần chợ, gần trường học mầm non, tiểu học. Đây. Tủ quần áo đây mọi người nhá. Chờ quần áo đâu. Anh chị ý sắm định là để ở nhưng mà vì lý do cá nhân lại không ở nữa nên là có nhờ em bán. Với cái căn nhà 1 tỷ 7 xây dựng độc lập như thế này em Ánh thấy rất là hợp lý đấy mọi người ạ. Đây. Cửa sổ tứ tung luôn. Trong nhà thì rất là nhiều cửa, rất nhiều ánh sáng, rất nhiều không khí. Toàn bộ cái tông màu chủ đạo của cái nhà này là đều màu trắng mọi người nhá. Mọi người chú ý giúp em. Đây. Cửa sổ đây. Review chân thực không ai như em Ánh đâu đúng không cả nhà. Đây chính là phía phòng vệ sinh của ngôi nhà. Đây.
cũng vẫn là tông màu trắng là chủ đạo mọi người ạ. Bình nóng lạnh cũng được chủ nhà lắp đặt rồi nhá. Hệ thống sen, vòi, bồn cầu cũng như là thiết bị vệ sinh đều được thiết kế đầy đủ hết rồi. Đó. Cái nhà vệ sinh này cũng rất là cẩn thận, ốp gạch 30 60 lên tận trần cơ. Đấy. Đây chính là gạch phòng ngủ mọi người nhìn này. Thiết kế rất là có sự nó khác biệt so với những cái căn nhà mà em Ánh vẫn quay để bán của các chủ đầu tư về bên thương mại đúng không ạ? Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của cái ngôi nhà này cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế, em đoán thôi, chắc là sẽ được thiết kế tương tự như tầng 2. Với cái ngôi nhà này là 5 tầng thì chắc là tầng 2, tầng 3, tầng 4 sẽ được thiết kế tương tự nhau mọi người ạ. Đúng rồi, đây chính là phía tầng 3 đây, tầng 3 của ngôi nhà đây. Vẫn là một giường và một tủ cả nhà nhá. Đây. Giường, tủ. Đó. Rất là đẹp. Chủ nhà tất cả chỉ chọn mơ tông màu trắng thôi. Đẹp không cả nhà? Rất đẹp, rất thoáng. Phải nói là cái căn nhà này vị trí cực kỳ đẹp. Mà cái giá tiền thì cũng cực kỳ hợp lý. Trên này ban công cũng như tầng 2 cũng mở được ra nhé mọi người. Đây là ống chờ và dây chờ điều hòa mọi người nhé. Chính vì là đây là nhà dân xây dựng cũng như là anh chị ý xác định để ở, nên mọi người có thể cảm nhận về những cái trang trí, những cái chi tiết nhỏ ở phía trong căn phòng thôi, nó cũng sẽ có sự khác biệt so với những cái căn nhà mà em Ánh quay mà gửi tới mọi người. Với những cái căn trước đó đây, mọi người có thể nhìn thấy phần chỉ phào rất là cẩn thận đây này. Đấy. Và phía trong nhà vệ sinh của trên tầng, đây là tầng thứ 3 rồi mọi người ạ, cũng có bình nóng lạnh mọi người nhá. Không đúng, chỉ ở dưới tầng 2 thôi. Đây, sen vòi đầy đủ hết. Với cái tông màu phải nói thực sự là vào đây cảm thấy rất là nhẹ nhàng, một cái phong thái rất là nhẹ nhàng mọi người ạ. Đó. Mà mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Chủ nhà dọn dẹp nhà sạch quá rồi cho nên em Ánh không dám đi cả giày vào nữa mọi người ơi, nên là hôm nay phải đi dép lê của dép trong nhà của chủ nhà đây ạ. Đây cửa sổ đây mọi người nhá. Tất cả cửa, nhiều cửa quá luôn ấy. Đây chính là phía tầng 4. Phòng tầng 4 đây mọi người ơi. Đây, chủ nhà có sắm một cái ban thờ. Em Ánh quay qua cho mọi người nhìn nhá. Nhà này thì chưa ở một chút nào đâu ạ. Tầng 4 cũng có ban công tương tự như tầng 2 và tầng 3 mọi người ạ. Tầng 4 cũng có nhà vệ sinh tương tự. Đây. Tất cả toàn bộ cửa thông phòng và cửa nhà vệ sinh của cái căn nhà này đều được làm bằng chất liệu nhôm hệ Việt Pháp mọi người nhá. Đó. Đây. Phần cửa chính của ngôi nhà. Mời mọi người hướng lên trên tầng cuối cùng của cái căn nhà này cùng em. Mọi người thấy sao ạ? Rất là hợp lý đúng không ạ? Đây chính là phần giếng trời để lấy toàn bộ khu vực ánh sáng ở cho khu vực cầu thang. Mọi người nhá, mời mọi người lên đây chính là phía tầng 5 của ngôi nhà. Khu vực đây là để máy giặt. Đó. Mời mọi người hướng ra phía tầng 5 của ngôi nhà này cùng em. Wow, rất là rộng mọi người ơi. Đó. Bên cái phía cạnh của ngôi nhà này thì đang có cái nhà đang là sửa với lại đang là chuẩn bị xây nên rất là ồn. Về cái vị trí căn nhà cũng như thông số kỹ thuật thì em Ánh đã nói gần như chi tiết toàn bộ về ngôi nhà này rồi mọi người ạ. Nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về các căn nhà này, hoặc muốn đặt lịch đi xem nhà, hoặc là muốn tư vấn thêm thì có thể vui lòng liên hệ với em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ em và đặc biệt là ấn chuông để có thể là những người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em Ánh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.